11 loại này cũng được phân tách từ 3 loại sắc ở bên trên, tức là sắc có thể đối có thể thấy, sắc có thể đối không thể thấy, sắc không thể đối không thể thấy. Có thể đối có thể thấy tôi đã giảng ở phần trên rồi, tức là tất cả vật có hình tướng hiển lộ hình sắc trước mắt chư vị. Có thể đối không thể thấy tức là 4 loại âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm. Âm thanh có thể nghe nhưng không thể thấy, hương vị xúc cũng như thế, chỉ có cảm giác mà không thể thấy. Không thể đối không thể thấy tức là pháp trần cũng chung quy nơi sắc pháp. Sắc pháp này không thể thấy được cũng không thể cảm giác được, nhưng trong ý niệm lại biết đến. Sao gọi là sắc pháp? Vì nó là ảnh tử của năm trần lưu lại trong tâm thức. Loại ảnh trần này cũng thuộc về sắc pháp, đó là một loại sắc trong ý thức. Bên trên đã nói sắc tức là không, thọ tưởng hành thức cũng đều không, cũng lại đồng dạng với sắc trần. Sắc trần từ đâu đến? Sắc trần đối với 6 căn sanh ra 6 thức nên biến thành sắc trần. Tái hồ xá lợi như đế thính, lại này xá lợi nên nghe kỹ,